tục chương trình tiếp xúc cử tri nhằm chuẩn bị cho kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố giữa năm 2023, khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Sáng nay ngày 15 tháng 6, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi cùng các ông bà Cao Thị Huyền Trân, Nguyễn Mạnh Toàn và Thượng tọa Thích Huệ Vinh, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị quận Ngũ Hành Sơn đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Hòa Hải. Sau khi nghe báo cáo về thông tin chính của kỳ họp giữa năm, cũng như các kết quả giải quyết ý kiến cử tri trước và sau kỳ họp cuối năm 2022, hầu hết cử tri đều nhất trí với những nội dung mà đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố trình bày, đồng thời nêu ra những ý kiến kiến nghị về các vấn đề như môi trường, tình hình ngập nước thường xuyên mùa mưa bão, vấn đề sổ đỏ, đầu tư các thiết chế văn hóa, đầu tư cơ sở hạ tầng, v.v. Trước hết là đề nghị mở rộng nghĩa trang liệt sĩ phường Hòa Hải về phía nam để đáp ứng cái nhu cầu nguyện vọng của cán bộ nhân dân và thân nhân liệt sĩ của phường nhà. Thứ hai là đề nghị sớm quan tâm đầu tư xây dựng mới trạm y tế phường Hòa Hải hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng để làm nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân ở địa phương. Hiện nay phường Hòa Hải chưa có trung tâm văn hóa thể thao của phường, đề nghị ủy ban nhân dân quan tâm sớm đầu tư ở hai khu vực, một là khu vực H1/3 đã quy hoạch diện tích gần 3.000 m² và khu Phú Mỹ An quy hoạch trên diện tích là 7.600 m², kiến nghị thành phố sớm có phương án đối với công ty 579 để bàn giao mặt bằng xây dựng trung tâm văn hóa của phường Hòa Hải. Các cử tri cũng nêu nhiều ý kiến về các vấn đề đã tồn tại lâu dài như hệ thống cấp thoát nước, tình hình an ninh trật tự chưa đảm bảo, còn trộm cắp, đua xe trái phép, các cơ sở y tế công lập không có đủ thiết bị để khám chữa bệnh cho người dân, tình hình nợ bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp.